Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay em xin giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó đây chính là lốc điều hòa của DU Lacity EX hay còn gọi là Lacity CDX. Với cái sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu tới anh em là dòng sản phẩm hàng liên doanh cao cấp. Đây, chúng ta thường lốc được thiết kế với 3 chân bắt vào lốc máy, anh em nhìn nhá. Hai chân phía trước đầu lốc này, một phần chân đuôi này. Đó. Đây chính là cái ốc để xả bọ này, châm để thêm dầu này. Đây chính là cái mặt bích để chúng ta đưa cái mặt bích hay còn gọi là cái đầu co cút điều hòa vào đấy. Đó. Với cái dòng này thì nó sẽ khác dòng open. Dầu open thì sẽ có cái van đuôi để đóng mở lốc, nhưng dòng này nó hoàn toàn cơ. Đây chính là cái van để gọi là van áp suất lốc đây anh em nhé. Lốc thì được kết hợp với nhau qua hai phần, phần đuôi và phần đầu lốc. Phần đầu lốc thì sẽ bao gồm là cả phần bu li này luôn. Với cái dòng này thì nó sẽ sử dụng là dây cura bản 6BK, và đường kính của nó thì cũng sẽ to hơn cái của open đấy. Đây là tương đương với 10S15C, nó tức là tương đương với dòng xe Nhật là Denso 15C. Đây. Đó. Thì vừa rồi em cũng vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của Lacity CDX, hàng liên doanh cao cấp. Anh em quan tâm tìm hiểu về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.